Hai, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà và Tôi. Và trong tập ngày hôm nay, Đăng sẽ đem đến cho mọi người một căn nhà nằm tại trung tâm quận 7 với một vị trí cực kỳ đẹp. Và mức giá của ngôi nhà này là 5 tỷ 870 triệu đồng. Và đây là một căn nhà nằm trên trục đường Huỳnh Tấn Phát và nằm ở mặt tiền hẻm luôn nha mọi người. Mọi người thấy đường trước nhà của mình nè. Ở đây người dân mua bán, có bán ăn sáng nè, rồi có bán rau củ thịt thà luôn. Cái đường này thì ô tô vào được tới tận ngay trước cửa nhà nha mọi người. Còn vào bên trong nhà thì Đăng không có bao nha. Và ở đây thì ngôi nhà này là một cái căn góc hai mặt tiền. Cho nên là chúng ta sẽ có một cái mặt thoáng bên hông. Và cái hẻm bên hông cũng là một cái hẻm với độ giới là 5m, cũng rất là rộng rãi. Như mọi người thấy qua màn hình thì chúng ta sẽ có một căn nhà góc hai mặt tiền. Và căn nhà này được thiết kế theo phong cách hiện đại, với cái phần đặc trưng cũng như là nhận diện là chính là những cái phiến đá marble này. Đây toàn bộ đều là đá nha mọi người. Và đằng sau lưng sofa thì cũng có nguyên một cái vách đá marble luôn. Chúng ta sẽ có một cái bộ sofa bằng da. Tuy nó chỉ nằm ở cái phân khúc là khoảng tầm 5 tỷ hơn thôi, nhưng mà theo cái cảm nhận đang đánh giá thì ngôi nhà này nó có rất là nhiều những cái ưu điểm. Cái ưu điểm đầu tiên đó chính là đây là một cái căn góc với rất nhiều mặt thoáng, mà chúng ta có thể thấy xuyên suốt dọc theo ngôi nhà sẽ có những cái phần ánh sáng bên hông nhà. Ngôi nhà này của mình là một ngôi nhà hướng Bắc đó. Cái thứ hai nữa là cái phong cách thiết kế nó vừa trẻ trung vừa năng động, nhưng vào những cái thời gian như là những cái mùa nóng mọi người, thì ở trong căn nhà này rất là mát. Là tại vì hầu như mọi người sẽ thấy ngôi nhà này làm theo một cái tông lạnh, và những cái vật liệu bên trong ngôi nhà này đều là những vật liệu làm cho chúng ta có cảm giác nó mát mẻ và nó sang trọng. Và cái thứ ba nữa là cái cách thiết kế ngôi nhà này nó không có hề bị lỗi thời, và ngôi nhà này được thiết kế rất là đúng cách. Và Đăng phải dành lời khen cho cái người thiết kế ngôi nhà này luôn nha mọi người. Đây mọi người thấy những cái dãy đèn led ở phía bên trên được hắt ngay khu vực trần gạch cao, ánh sáng thì tốt, đèn là đèn xịn, và những cái chi tiết phào chỉ điểm nhấn làm rất là sắc nét nha mọi người. Và căn nhà này thì diện tích nó là 3,5m, dài 17, 60m² đất, và được xây dựng một trệt một lầu, do đó tận hưởng được chiều dài. Và cái cách mà họ làm ngôi nhà này từ cái phần trần giật cấp cho đến phân bổ những cái không gian á, khiến cho mình không tưởng tượng đây là một ngôi nhà 3,5m được. Nếu như mọi người mà tới đây thì mọi người sẽ thấy là mọi người sẽ cảm giác như cái ngôi nhà này nó kiểu nó rộng khoảng tầm 4m gì đó. Và ngay chỗ ngay khu vực cầu thang nè thì mình sẽ có cái bồn rửa ngay đây, và chúng ta sẽ có một cái cửa bí mật. Thường là cái cửa âm á, là người ta sử dụng bằng gỗ, nhưng mà cái cửa này bằng đá cho mọi người. Cái này mà nhà mà có người lớn tuổi rồi phải thần trưởng em mở được cái cửa ra. Từng nãy em mở được cửa ra không em? Con biết có cái cửa ở đây luôn á. Nhưng mà cái cửa này á, khi mà mình mở ra, nhưng mà khi mình đóng lại nè, mình sẽ có một cái cây chịu lực. Cái cửa nó sẽ về đúng vị trí cũ. Nhìn đây rất là đẹp. Mà cái này là đá nha mọi người. Và chúng ta sẽ có một cái không gian bếp tương đối là vừa phải thôi. Nếu mà phù hợp với lại gia đình khoảng tầm 2 thế hệ thì sinh hoạt rất là thoải mái. Trong bếp thì đều được sử dụng bằng gỗ công nghiệp hết. Và đang thấy là họ cũng đã chừa một cái khoảng để mình để cái tủ lạnh ngay đây. Đây mọi người nhìn qua bên hông nhà nè. Chúng ta sẽ trồng những cái hàng cây xanh ở đây. Khi mà nấu bếp vừa có ánh sáng tự nhiên vừa có cây xanh nhìn rất là thú vị. Tôi lại chút xíu, chúng ta sẽ có cái cửa hông ngay đây. Cửa hông ra phía ngoài và đây rất là mát mẻ. Cuối cùng thì sẽ là khu vực phòng ngủ. Chúng ta sẽ có một cái phòng cho người lớn tuổi ở đây, vẫn có cửa sổ nha mọi người. Và nếu như mọi người mà không có ở cái phòng này thì Đăng nghĩ là đây cũng có thể mình set up lại làm một cái phòng thờ, hoặc là một cái phòng làm việc chẳng hạn, thì tùy theo cái người chủ nhân tiếp theo. Và chúng ta sẽ cùng di chuyển lên lầu.
Này là ban công của mình là màu trắng nè. Bây giờ mình chuyển qua ban công màu đen á nè. Không biết là mọi người đã xem qua nhiều chưa, nhưng mà Đăng thì Đăng lần thứ hai Đăng được thấy cái cách mà họ làm cái cầu thang với cái phần đá được ốp như vậy. Cái lần đầu tiên là trong một cái căn biệt thự tại Phú Mỹ Hưng, còn lần này là ở bên trong một căn nhà bình dân tại quận 7. Và nói thêm một chút về cái vị trí căn nhà này, đây là một căn nhà nằm trong trục hẻm ô tô vào tới nơi, nằm tại quận 7, và cái hẻm này thì cũng dân cư đông đúc full hết rồi. Và chúng ta có rất là nhiều tiện ích ở bên trong hẻm, chẳng hạn như nhà thuốc, trường học, rồi chợ nè, rồi bán đồ ăn sáng nè. Và ở chỗ này thì mình đi ra quận nhất thì khoảng tầm là 6 cây thôi. Còn nếu như chúng ta mà lên cầu Phú Mỹ để đi ngang qua quận 2 thì chỉ mất có khoảng tầm 1.5 cây thôi nha mọi người. Và như mọi người thấy thì qua cái sảnh thang thì ở khu vực tầng 1 thì chúng ta sẽ có hai không gian chức năng là của hai phòng ngủ. Và đây là căn phòng đầu tiên, phòng master. Ở phòng master này thì chúng ta vẫn có toilet bên trong phòng nè. Toilet thì được sử dụng những cái viên đá 60-60 rất là lớn. Và khi mà phối hợp giữa màu xám và màu đen này, nhìn nó sang trọng và nó sạch sẽ. Ở đây mình có cái ô thông hơi luôn. Thứ hai nữa, vào bên trong phòng ngủ này thì Đăng nói một câu là chưa chắc gì nhà bán đã là đồ dởm. Và thật sự là căn nhà này không có đồ dởm bên trong cho mọi người. Chúng ta sẽ có một căn phòng đầy đủ ánh sáng từ bên hông và mặt chính của ngôi nhà. Và như mọi người thấy thì cái cách mà họ sắp cái gạch giả gỗ, so le, xương cá nhìn rất là hiện đại. Và cái việc mà sử dụng một cái tông màu gỗ nó hơi hướng vàng vàng chút như vậy thì nó sẽ tránh tình trạng bị lỗi thời. Và chúng ta sẽ có một căn phòng master rộng khoảng 30 mét, rất là lớn, với tủ quần áo đụng trần, giường cũng mét 8. Và trên cái vách đầu giường này được trưng một cái bức tranh kính nhìn sang hơn mọi người ha. Nhìn để vô đây nhìn rất là đẹp. Và đây chúng ta sẽ có một cái bàn trang điểm nè, mà cũng có rất là nhiều cửa sổ để lấy ánh sáng vào bên trong nhà. Và kể cả luôn mình cũng sẽ có cái ban công ở phía đằng trước. Đây, ra khu vực ban công này thì cũng khá là rộng rãi nè, trồng cây xanh rất là dễ thương. Nếu như Đăng nghĩ là cái ngôi nhà này không chỉ dành riêng cho các vợ chồng trẻ, mà Đăng nghĩ là cái lứa tuổi nào thì cũng sẽ phù hợp hết. Tại vì căn nhà này Đăng nói thật sự là nó vượt khỏi cái tầm nhận biết của Đăng về một cái căn nhà nó chỉ 5-6 tỷ nằm tại quận 7. Tại vì 5-6 tỷ là một căn nhà mà cái giá nó phải là tương đối là vừa phải thôi, chứ nó không phải là quá cao. Tại vì những ngôi nhà mà ở quận 7 thì thường mọi người sẽ nghe mức giá là 10 tỷ, 15 tỷ, 20 tỷ và kể cả những căn mặt tiền lên tới vài triệu đô. Và căn nhà này thì nó đúng là một căn nhà để ở. Và mọi người thấy không, cái phòng ngủ phía sau thôi cũng được trang bị máy lạnh nè, giống phòng đằng trước nè. Và tất cả nội thất thì cũng đã được trang bị sẵn, mình vào mình ở ngay thôi. Những cái đồ này kể cả cái người chủ nhà này chẳng hạn, họ mua từng cái ra giường cũng là cái đồ tốt, nhiều tiền nha mọi người. Rồi ở đây mình biết liền nè, phía bên đây thì vẫn có cửa sổ hông nha, tại vì mình phải mở cái này cửa này lên đó. Và phía sau cùng ngôi nhà thì sẽ là khu vực sân phơi, mình vẫn có thể mở cửa sổ này ra để mình phơi đồ ngay đây. Và chúng ta vẫn có toilet riêng cho phòng đằng sau luôn. Đây, một cái toilet với đầy đủ thiết bị vệ sinh. Cũng được set up theo cái tông tối màu, nhìn nó sang trọng. Và chúng ta đã vừa trải nghiệm xong một căn nhà với diện tích là ngang 3,5m, dài 17-60m2 đất. Và với 3 phòng ngủ và nằm tại mặt tiền hẻm, có nghĩa là hẻm một sẹt nha mọi người. Ô tô có thể vào tận nơi. Và cái hẻm này nằm tại trung tâm quận 7 trên trục đường Huỳnh Tấn Phát, với rất nhiều tiện ích nằm tại đường Huỳnh Tấn Phát. Và ở trong cái hẻm này đang hiện hữu, đang có. Và ở đây thì chúng ta di chuyển ở Phú Mỹ Hưng chỉ mất 500m, lên cầu Phú Mỹ thì khoảng tầm 1.5 cây, 2 cây số, và đi ra một nhất thì chỉ có 6 km thôi. Đang nghĩ là đây là một ngôi nhà rất thích hợp cho những gia đình trẻ, hoặc là những người đang muốn
sở hữu một ngôi nhà vừa kinh doanh được nè, vừa ở được nè, và nâng tầm chất lượng cuộc sống chẳng hạn giống như ngôi nhà này. Và đừng quên liên hệ với số hotline đang để ở bên góc phải màn hình để đăng hỗ trợ mọi người nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ subscribe cho kênh và hãy nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về những video tiếp theo của chúng tôi.